Hương xin kính chào tất cả anh chị và các bác đang theo dõi video ngày hôm nay của bên em các bác nhà mình nhé. Và trong video ngày hôm nay thì em gái mang đến cho anh chị nhà mình một cái sản phẩm được chế tác trên một cái dòng gỗ cực kỳ là quý, mà có lẽ là các bác nhà mình chắc chắn là em đoán chắc chắn là các bác nhà mình đã là tín đồ của đam mê đồ gỗ rồi, thì không thể nào mà không biết tới cái dòng gỗ này phải không ạ? Và như anh chị đang được thưởng lãm trước mắt đây là một cái sản phẩm tượng tam đa, ba ngài tam đa đang đứng ở dưới một tán cây tùng rất là đẹp, được bên em chế tác trên chất liệu là dòng gỗ xưa bắc đỏ rất là giá trị. Tác phẩm với tổng chiều cao là 60, chiều ngang là 59 và chiều sâu là 14. Và bình thường thì bên em đang giao lưu những cái sản phẩm này với mức giá dao động tầm khoảng 17 đến 18 triệu đồng. Tuy nhiên trong buổi video ngày hôm nay, em gái sẽ là sale một cái mức giá sốc để giảm giá cho anh chị nhà mình xuống mức giá trị còn là 11 triệu 500 nghìn đồng cho một cái tác phẩm vô cùng là giá trị và rất là nghệ thuật. Anh chị nhà mình ước ý thì có thể là để lại cho em xin những comment tín hiệu bên dưới phần bình luận anh chị nhé. Và ngay bây giờ thì em sẽ hướng sát máy quay lại gần để anh chị có thể thưởng lãm từ đường vân chất gỗ của sản phẩm được không ạ? Các bạn có thể ngắm nhìn cho em này, hình ảnh ba ngài tam đa được đục theo lối Trung Hoa rất là đẹp luôn, với cái chất vân gỗ cực kỳ là già dặn. Mỗi một cụ tam đa này được liền khối này đấy, và đây là cái hàng lõi của cái thân cây gỗ xưa anh chị nhá. Gỗ xưa thì chúng ta chỉ lấy lõi để làm thôi chứ không ạ, tinh lõi luôn cho em này, vân cực kỳ là đỉnh cao luôn. Thần thái của ba ngài thì cũng rất là hoan hỉ và vô cùng là tuyệt vời, mỗi ngài mang trong mình cái dáng vẻ khác nhau phải không ạ, nhưng mà đều toát lên một cái phúc phần mang đến cái bình may mắn, tài lộc và sức khỏe cho con người. Và kèm với đó là những cái phần tán cây tùng được đục theo lối hiện đại đang xòe ra những cái phần tán chị nhé. Nếu như mà nhìn vào bố cục của sản phẩm này thì cũng khá là độc đáo và nghệ thuật phải không ạ? Nhìn rất là vui mắt luôn, và đồng thời cũng tốt nên được những cái ý nghĩa phong thủy rất là giá trị và sâu sắc cho chúng ta. Và ngày hôm nay thì em gái sale sản phẩm chỉ còn là 11 triệu 500 nghìn đồng, đã bao gồm cả cước phí vận chuyển. Anh chị nhà mình cũng có thể là sở hữu một cái sản phẩm độc đáo nghệ thuật ngay như là một cái món quà tinh thần rất là vô giá này, và đồng thời này còn là được chế tác trên một cái dòng gỗ thuộc quốc tứ đại vương mộc rất là giá trị, thì còn gì bằng đúng không ạ? Anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với bên em qua hai đầu số hotline rất là quen thuộc 0971336318 hoặc 0789336318 để được sở hữu sản phẩm này chị nhà mình nhé.